Hello, Điền Thái lại chào các anh. Cảm ơn các anh thật nhiều trong những cái đơn hàng vừa qua. Các anh đã gửi, đã ủng hộ và rồi em đã gói và đã gửi cho các anh rồi. Điều em muốn nói nhiều nhất là vấn đề là cái những cái bình dầu của Mỹ. Các anh cứ vào rồi cứ ủng hộ một lon, hai lon. Rồi em đã gói và gửi ship cho các anh. Hôm nay em sẽ gửi tới các anh những cái dụng cụ. Những cái dụng cụ mà em đã đăng rồi chưa bán được, có cái bán được và có những cái mới, có những cái mặt hàng mới. Vì bãi bây giờ thì hàng hóa nó về nó cũng ít chứ nó không có nhiều anh, các anh. Nên là cũng đi lặt được những cái nào mà mới đó thì em sẽ đăng. Em vệ sinh rồi em đăng lên cho anh nào cần thì hãy bấm đăng ký đi rồi em... bấm vào trong cái ngón tay á, đó là sự tương tác mà khi em đăng lên cái là nó nổi lên trên cái máy của các anh để các anh vô coi được liền. Vì những cái hàng của bãi Nhật á thì là nó chỉ có được một thứ, nó chỉ được có một cái thôi, rồi các anh lại không có mua vô kịp. Chẳng hạn như hôm nay em kiếm được mấy cái đục á, không biết là có anh nào thích được không, mấy cái đục Nhật rồi những cái thứ linh tinh, búa rồi compa rồi những cái lưỡi bào rồi búa gò. Rồi em sẽ lướt qua nha. Đây là em cũng như thường lệ thì em gửi tới cho anh cái số của em nè, 0903588867. Đây là số tài khoản của em. Hôm nay các anh mua những cái đơn hàng của em bán đây nè, các anh mua trên 300 trở lên em bao ship. Các anh mua hai món, lấy hai mã em cũng bao ship. Như vậy ha, hai mã nhưng mà nó 280, 270, 260 gì đó thì em cũng bao ship nha. Rồi em nói vì nó các anh hỏi, vì có anh hỏi rằng là cái dầu này mình có quét được vô trong sắt không, thì người ta nói rằng là nó không bong tróc, không nứt nẻ, nhưng mà cái thời gian của nó lâu, nó rất là lâu, khô rất là lâu, nó tới 3 ngày nó mới khô các anh à, mình mới sử dụng được. Anh có anh hỏi với em thì là em nói em cũng không biết được, nhưng mà rồi em đã thử hả, em đã thử, em đã lau thử ha, em vệ sinh này, chẳng hạn như cái này là cái đục thôi ha. Nếu như mà mình không làm tới là nó sẽ bị nó bị ten xét lại. Rồi em cũng chà sạch đi nha, em chà sạch đi, em lấy dầu em lau và rồi em để ở dưới cái nơi ẩm nhất, nhưng mà nó cũng không xét được anh, nó không xét được thì chứng tỏ rằng là nó có một lớp dầu nó phủ rồi nha, nó làm cho cái mặt thép của mình nó bóng hơn này. Còn cái thời gian mà được bao lâu thì em chưa biết, tại vì họ quảng cáo rằng là không bong tróc, không nứt nẻ. Em lau cái này đây, cái lau cái màu gốc này nè, đó, cái màu tự nhiên nè, đó, em lau cái màu này để cho những cái dụng cụ mà nó đang còn nguyên hình như thế này ha, nguyên màu sắc, đó, mình không có sơn được, những màu này mình không sơn được. Chẳng hạn như cây này mình không sơn được nè, còn cái này thì mình sơn được, nhưng mà em thử luôn nè, đó, em để cái tầm trong vòng khoảng có nửa tháng ở dưới cái nền nhà, ở dưới chỗ nơi ẩm nhất thì nó cũng không có xét được các anh. Đó, nên là em nói với các anh là dùng được nha. Đó, anh về rồi coi cho hai những cái búa cái gì đó, những cái búa rồi những cái thứ gì đó mà của các anh cho trong cái thùng đồ nghề của anh mà nó bị ten xét á, anh lấy cái cước anh chà sạch nó đi rồi anh lấy dầu anh lau qua nha. Đó, anh lấy loại dầu này nè, dầu không màu này nha, đó, màu gốc nè. Đó, còn đây là thì những cái bình dầu của Mỹ ha, thì họ nói rằng là không bong tróc, không nứt nẻ, rồi không để lại dấu chổi. Đó, made in USA, 190.000 một bình về đến nhà, các anh nhận 190.000. Đó, các anh cứ về rồi nó bằng tiếng Anh không nha. Rồi các anh đây là cái mã cốt của nó là mã số 0 nè. Đó, Canada với Mỹ là số 0. Đó. Còn chất lượng của nó từ 5.849 nha. Đó, em nói qua như vậy. Em sẽ gửi tới các anh tận tay ha. Bình nào chảy nó thì em bù bình khác, không sao hết. Rồi kế tiếp nữa là em muốn nói với các anh rằng là em mua cái bình này nè. Cái bình xịt này nè, cái bình xịt này nó gọi là bình mạ rôm nè, bình sơn mạ rôm nè, của Trung Quốc à. Em mua về đến nhà là 35.000 nè, một bình. 35.000 một bình. Em test thử nha. Đây là những cái khóa vòng nè. Đó, cái khóa vòng mà nó bị ten xét như vậy, nó mất đi cái mốc, cái lớp mạ rôm nè. Những anh nào mà đã mua những cái hàng của em hồi trước á thì về mình mua cái này ha. Mình mua cái này nè, mình xịt lên nè. Thì cái thời gian của nó thì là bao nhiêu năm thì nó mới xét lại thì em không rõ, tại vì chưa có cái thời gian kiểm chứng. Nhưng mà khi em làm xong thì em thấy nó đẹp vô cùng nè. Các anh nhìn xem nè. Đó. Em xịt hai lớp nè.
em xịt hai lớp nha, thì cái thùng đồ nghề của các anh nó sẽ đẹp hết nha. Đó, nó gọi là sơn này á, cái sơn này là của Trung Quốc nè, ở trên mạng người ta bán đó các anh, Lazada nó bán 35.000 về đến nhà đó, tiền ship có gần 30.000 rồi một bình như vậy ha. Anh các anh xịt xịt được rất là nhiều đó, đó là em nói qua như vậy ha. Những anh nào mà nói rằng là nó bị sét á thì mình xịt qua như vậy ha. Nè, chữ nó vẫn đẹp nè, chữ thép đen nè, thấy không, thép chrome nè. Mai mốt này em sẽ soạn ra những cái đồ cũ á, em sơn lại rồi em sẽ nói, rồi em sẽ bán cho các anh. Còn anh nào mà lấy hàng của em á, lấy hàng của em rồi mà không có làm được á, không có làm được, chẳng hạn như nó bị tên xét như thế này nè, không làm được á, không có máy hoặc là không có khả năng để làm á, thì chịu tiền ship gửi về cho em ngày mai. Em nói hôm nay luôn nha, rồi ngày mai đi ha, ngày mai gọi tới cho em sẽ gửi số điện thoại cho, rồi các anh gửi về cho em làm cho. Đó, em làm cho nó đẹp, cho cái thùng đồ nghề của các anh cho nó đẹp. Về em làm free nhá, không có tiến công gì đâu. Đó, các anh cứ gửi về cho em. Em sẽ sơn lại như vậy rồi em đóng gói gửi cho các anh nè. Đó. Anh nào không làm được thì cứ gửi về cho em. Mà đặc biệt là những anh đã lấy hàng của em nha, tại vì những anh mà lấy hàng của em là thì em biết. Tại vì nó sẽ còn địa chỉ ha. Nó còn địa chỉ, còn tin nhắn á thì em sẽ biết ha. Rồi em sẽ làm free nha. Đó, em làm xong rồi em gói gửi cho các anh. Anh trả tiền ship, tiền đi tiền về. Đó, như vậy ha. Nếu mà được thì gửi cho em. Đó, như vậy. Đó là hai cách đó. Hai cách, chẳng hạn như cái này thì lấy dầu lau cũng được nè. Đó, lau là nó không bị tên xét nữa nè. Còn cái này nè, muốn cho nó trắng đẹp thì mua cái bình sơn này. Đó, các anh làm được ở nhà thì khỏi đỡ chở từ ship. Còn các anh nào không làm được thì gửi cho em làm cho. Cho nó sạch, cho nó đẹp ha. Cho nó đẹp cái thùng đồ nghề của mình. Rồi. Em lướt qua cái phần này nha, để nói với các anh, tại vì các anh có anh hỏi, có những cái anh hỏi em á thì em sẽ chia sẻ như vậy. Rồi em vô cái chủ đề mà của ngày hôm nay, em gửi tới các anh những cái dụng cụ, và đây là số tài khoản của em ha, chuyển khoản thì em bao ship. Đó. Còn anh nào mà không tiện số tài khoản thì em cũng gửi, mong rằng là các anh cứ nhận hàng giúp em là được. Đó. Kinh buôn bán uy tín, các anh cứ dùng đi. Chắc em bán đồ cũ nhưng mà một năm sau, nếu mà 12 tháng nha, 12 tháng. Đó, hàng mới bây giờ là người ta chỉ bảo hành được có 16 tháng tới 12 tháng thôi. Còn những mặt hàng người ta không bảo hành nữa. Nên là các anh tin tưởng em á, cái sự uy tín đó thì các anh cứ việc mua ha. Có gì nó lo. À, một năm sau nữa hư, em bù cho anh cái khác. Hoặc gửi lại cho em trả lại tiền. Đó. Không yên tâm vì nó không bao nhiêu hết. Rồi đầu tiên ha, đầu tiên em gửi tới anh con dao. Con dao Nhật, hi hi, đẹp lắm nè. Hôm nay em mới có thời gian để mà em trau chuốt nó nè. Còn cái keo này nè, cái này nè, em chưa làm được cái cán của nó, tại vì nó phải phơi tới 3 ngày. Mình phải chà sạch nó đi rồi mình lau 3 ngày nó mới khô thì nó chậm lắm. Nếu không có thời gian á anh coi nha, 350 nha. Con dao này để em lấy cái thước ha, lấy cái thước để em đo. Con dao này nè, cái bảng của nó là 4/3 nha các anh nha. 4/3. Bảng lớn chỗ nó 4/3. Rồi nó lên, nó vuốt lên nè, các anh nhìn thấy không? Nó vuốt lên nè. Nó vuốt lên là 3/2 nè. Đó, nó vuốt lên như vậy. Còn tổng chiều dài của nó nè. Tổng chiều dài của nó là 28. Đó. Chữ của nó nè. Các anh nhìn thấy không? Còn mặt bên này nè, đó, sống dao của nó nè, nó nghiêng như thế này nè, đó, em mài nó khoảng cỡ được 90% rồi, tại vì làm một con dao như vậy rất là lâu ha, em phải đưa vô trong máy nước, ha, máy nước xong rồi em phải đưa qua bùn, nhưng mà ngồi mài bùn thì rất là lâu ha, làm một con dao như vậy rất là lâu, công lắm, em nghĩ rằng là nếu mà em làm mà để mà tính công mà trả công cho thợ, thì con dao này em làm phải tính công cả 100.000, đó, các anh cứ hình dung như vậy. Giờ về các anh đưa vô đá bùn thí thêm một chút nữa thôi là đưa ra. Con dao này đặc điểm của nó rằng là các anh làm xong là các anh chỉ phải lau, lấy dẻ lau thôi nha. Lấy dẻ lau thôi, không rửa nước. Vì cái loại thép gì đó không biết. Mà các anh để lại nước ở trên thân là nó bị tan xét ngay à. Đó, con dao này 350 nha các anh nha. Đẹp lắm. Nó bén lạnh người. Cái loại thép gì đó mà nó bén lạnh người nha các anh nha. Số 1, 350. Em gửi tới các anh, tới thứ 2. Tới số 2. Có những cái dụng cụ mà em chưa bán được thì em sẽ đăng lại vì nó không có nhiều, nó chỉ có một cây thôi. Thứ hai là cái cây cái kìm chuốt dây
Việt sale nha cả nhà, Việt sale 280.000 đó, tại vì nó có tới 6 lỗ nha cả nhà. Cái lỗ lớn nhất là 3.2 đó, mà em không có 3.2, em có 2 ly thôi, 2 ly 6, 2 ly mấy thôi đó, em chúc cho anh nha. Đó, đồng cộng này đó, em chuốt cái lỗ 2 ly với lại lỗ 2 ly 6 đó. Ở trong này, ở trong cùng này là 0.5 với lại 1.2 thì mình có thể là mình đưa vô đây mình cắt luôn cũng được đó. Về sale nha, đẹp lắm. Các anh cứ dùng hàng của em đi, một năm mà nếu mà nó hư em bù cây khác, còn gửi lại cho em trả lại tiền nếu nó hư đó. Đồ cũ nhưng mà em nói rằng là nó chất lượng, nó phải chất lượng nha các anh nha. Tại vì cái thước quỷ này là đồ của Trung Quốc thì nó cũng có mấy chục ngàn à, 70.000 mà em bán tới 200 mấy, đồ Nhật nó 200 mấy, Việt sale 200 mấy, 28 nè đó. Các anh lấy hai mã cho em thì em bao ship nha, còn mà nếu mà các anh lấy một mã như thế này thì cộng cho em 20.000 tiền ship đó. Rồi tới số 3, một cây đục nha các nha, cây đục đó, cây đục to này, họ cũng xài khoảng cỡ 80%, 85% á. Trái phải là như thế này đi ha, các anh đẩy nó vô ha, lắc qua nha, lắc qua, đẩy vô lắc qua là trái phải đó. Con này 450 cho các anh nha đó, cứ bày bỏ xuống là đóng thôi, đóng ra vô thôi đó. 450 cho các anh nha, 450 về đến nhà. Rồi cái con kìm bấm này cũng vậy nè, con kìm bấm này là hàng hiệu nè các anh, hàng hiệu, hàng Kabuta này các anh đó, nó dài tới 23 phân cơ đó, miệng 23 phân 5 ly, còn miệng của nó thì bao đẹp luôn, mà tụi nó không được sáng thôi, nó sáng là 550, còn nó tối như vậy là 350, miệng của nó ngay luôn nha các anh nha, các anh nha. Đó, nó đắt hơn tí so với kìm Việt Nam đó, răng đẹp nè. Em quay, em để thẳng như vậy nhé, em để im như vậy cho các anh xem nhé. 350 về đến nhà nhé các anh nhé. Bán có bảo hành mà các anh. Rồi số 4. Chích chà, em lại không có cái miếng tôn rồi. À có. Rồi tới số 5 là một cây kéo. Cây kéo này là cây kéo Mitsubishi 330.000. Về đến nhà. Kéo Mitsubishi. Nó dài 31 phân nha các anh nha. Dài 31 phân. Mitsubishi nè, các anh nhìn thấy không? Đó. Kéo này là đặc trưng của kéo của Nhật. À, kéo này là kéo cắt dọc nha các anh nha. Kéo này là cắt dọc sống tôn. Đó, đặc trưng của nó là cắt dọc sống tôn. Ưu điểm của nó là cắt dọc sống tôn nha. Một tấm tôn mà mình cắt ngang thôi, mình cuộn nó đi mình cắt ngang thì được, chứ còn những kéo thị trường mình nó không, chưa có mẫu kéo này đó. Chưa có mẫu kéo này để các anh cắt dọc tấm tôn á đó. Đó, cắt dọc như thế này ha, nó chạy vào trong cái mương này đó, các anh mới để vậy thôi, để miếng tôn chạy thẳng, cắt ngay cái sống của nó hay là dưới sống nó gì cũng được hết đó. Vậy là cứ luồn nó vô rồi cắt thôi, cắt thẳng đét ra ha. 330.000 về nhà nha. Rồi tới số 6 là một cây kìm JV, mà những cái hàng này là hàng em lấy món các anh. Bây giờ nó hàng nó về thì nó đã soạn ra hết rồi. Nó đã soạn ra, nó gọi là hàng hệ của nó, tụi nó bán món bán món không mà các anh nè. Đó, nên là em nhắm lời được 50-70.000 thì em lấy thôi. Một cây kìm Luther thế hệ mới, nó dài. Cây này thì nó trường, nó dài. Cây này dài 27 phân nha. 27 phân, nó có 4 đầu ha. Các anh cứ bỏ đúng đầu vô thôi ha. Đúng đầu vô rồi rút thôi. Đó, như thế này. Đó, Luther nha. Japan nè. Cái kìm này dài lắm nha. Các anh cứ bỏ vô như thế này ha. Rồi anh rút xuống thôi. Đó, 12 tháng. 12 tháng bảo hành. Đó, 12 tháng bảo hành nha. Đó, rồi các anh mở ra như thế này ha. Mở ra. Mở ra rồi nó chạy ra thôi. Đó. Mở ra là nó tuột ra thôi ha. 330.000 về nhà nha. 330.000 về nhà. Lâu lâu em mới sang đựng cây như thế này. Rồi tới kế tiếp. Kế tiếp là cái con số 7. Số 7 là một cây kìm bấm rảnh tôn để cho các anh làm việc của gia đình. Đó, nó dài nha.
nó dài. Những thứ này các anh em chuộng lắm, em mới đăng lên rồi các anh lấy gần 30 phân, 29 phân 5 ly nè. Nó là một cái con kìm để mà nó cắt những cái tấm tôn. Đó, nó cắt những cái góc tôn hoặc là nó tạo ra cái rãnh như thế này ha các anh ha. Đó. Cái khe của nó được 3 ly thôi các anh. Đó, các anh cắt ra như vậy luôn. Còn các anh bấm hai đường ha, bấm hai đường. Em nói là bấm hai đường. Bấm hai đường như thế này. Đó, bấm hai đường rồi gấp nó vô để mình chui dây. Đó. Ngọt không? Thương hiệu là gì đó không biết nữa. Hai bên luôn. Con số 7 nha, con này là số 7, 200 ngàn. Rồi, tới con số 8. Con số 8 là một cây kìm phui già nha các anh. Cây kìm phui già này nè. Anh nhìn soi, em soi nè. Đó, anh nhìn soi chưa? Soi kín không? Nó kín không? Nó không kín đâu, nó 95% thôi chứ nó không kín đâu. Em đi tìm một cái điểm sáng của nó để cho các anh xem nha. Nó bị lỗi một tí tia, hơi sáng sáng một chút thôi. Mà tại sao em lắc hoài không thấy ha? Không thấy được cái ánh sáng của nó. Đó. Con này là 95-99% các anh nha. Để em soi lên mặt trời á. À, soi lên mặt trời thì thấy. Không biết rồi. Nó có một hơi nó có một hơi sáng một chút xíu, một xíu xíu thôi các anh. Đó, nằm ở trên phần trên này. Đó. Em test luôn kìm cho anh coi ha. Kìm phui già nha. Con phui già này nó dài 21 phân 5 ly nha. 21 phân 5 ly. Đó. Cán mũ nó đẹp nè. Nó hơi dấu xước tí chỗ này. Còn thân kìm của nó thì nó không được bóng, nó không được đẹp nè. Đó, em để về cho các anh xem ha. Đó. Em xoay nha. Đó, các anh nhìn thấy không? Còn răng miệng của nó nè. Răng đẹp luôn nè. Kìm phui già. Kìm phui già nè, dấu chữ A nè. Cái mã của nó là 1050 nè. Dấu dít nè. Rồi em test kìm nè. Em tắt. Em test từ ngoài nha. Đó. Kìm phui già nó đặc trưng của nó là nó kêu cốp như vậy coi. Đó. Bao cắt ngọt luôn coi nha. Con này 150 nha coi nha. Canh lấy hai mã thì em báo ship. Rồi tới số 9. Số 9 là em gửi tới các anh một cái bộ mũi tiện nha các anh nha. 4 cái. Bộ mũi tiện này 4 cái, có cái thì nó có chữ, có cái nó không có chữ. Con này một con không có chữ nè. Con này không có chữ S nè. Nó có cái logo nó, còn con này thì có nhiều chữ nhiều nè. Còn con này không có chữ. Hai con không có chữ. Nhưng mà bốn cái mũi này là bốn cái đầu nó khác nhau này ha các anh ha. Các anh nhìn thấy không? Đó. Nó ra tam giác nè, góc cạnh này của nó. Còn cái này thì nó bằng nè. Các anh nhìn xem này, những cái lớp hợp kim của nó khoảng 5 ly các anh. Cái lớp hợp kim này của nó khoảng 5 ly. Đó. Còn cái này thì nó lại vừa tròn tròn nè. Lớp hợp kim chỗ dày chỗ mỏng nè. 4 ly 3 ly nè. Ở ngoài này 4 ly, tại nó hơi nghiêng vô nè. Nó hình móng ngựa nè. Còn con này thì nó lại hình đứng như thế này. Mà cái lớp hợp kim của nó các anh nhìn xem. Nó 5 ly. 4 cây nha. 4 cây 200. 4 cây 200 nha. 4 mũi 200. Rồi tới số 10. Số 10 thì em có một cái đầu khoan nè. Cái đầu khoan anh nào cái đầu khoan bàn ở nhà bị hư không? Đó, con này là 13 ly nè các anh nha. Con này 13 ly nè. 13 ly cho các anh nha. Đầu 13 ly. Dấu dít nè các anh nè. Chữ số của nó nhiều lắm. Đồng 13 ly có dấu dít nè. Trademark. Nó nhỏ nhất là 4 ly à. Nó nhỏ nhất là 4 ly à. Và anh em chờ em chút đi. Có shipper tới lấy hàng, em phải gửi hàng. Chờ em một phút thôi. Hello, xong rồi, em đã gửi hàng đi rồi. Em đã gửi hàng đi cho
ở ngoài Thanh Hóa. Rồi em nói tới cái mũi 13 này. Đó. Cái mũi cái đầu khoan bàn nha. Ai nào có cái đầu khoan bàn mà bị hư thì lấy ra nha. Ủng hộ em nha. Con này là 140 nha. Đó, con này 140. Em cân thử coi cái đầu này nó nặng bao nhiêu lạng. Con này nó nặng tới 7 lạng coi. Cái đầu này không đã 7 lạng rồi. 7 lạng. 7 lạng. Bữa hôm em lấy thì nó có thêm con cái mũi gỗ dài nữa, nó thành 8 lạng. Về mình tháo vứt ra rồi còn 7 lạng nè. Nhớ anh cái xem nè, cái răng nó nè. Đó, nó về bãi nó dập như thế này nè. Nhưng mà mọi cái nó đang còn hoạt động tốt lắm nha. Đó, bỏ vô là bỏ cái trái khế nó vô là coi như là vặn rào hết cả nha. Đó. Không có trái khế của nó thì nó hơi bị rít á. Không có trái khế của nó thì em vặn tay nó chưa được trơn chu. Hàng đẹp lắm cả nha. 13 ly. À, về các anh đóng vô thay cái đầu khoan của máy bàn của mình. Rồi tới số 11, 11 là cái đầu cặp măng ranh tự động nè. Đó. Đầu cặp măng ranh tự động nha, con này 120 nha các anh nha. Đầu 10 ly. Cho những cái đầu khoan nhỏ ở nhà mình. Đó. Về các anh chỉ việc vặn vô thôi. Vặn vô rồi xài thôi ha. Đó. Cứ xài đi, một năm sau nếu nó hư thì cứ alo cho em. Em gửi cái khác. Ý. Từ 3 ly á các nha. Con này nó từ 3 ly tới 10 ly á các nha. Mà cái đầu nó ngậm không phải là 3 ly đâu, từ 1 ly á nha các anh ơi. Em vặn vô hết coi. Từ 1 ly tới 3 ly từ... nè. Nó ngậm từ 1 ly á các nha. Từ 1 ly cho tới 10 ly. Rồi, con này 120. Số 11. Rồi tới số 12. Số 12 em gửi tới các anh bốn cái đục nè. Những cái đục to mà đục dày á, đục dày đục dài cho anh em thợ nè. Nó có 3 cây thôi. Còn cây này thì cái thường là cây số 8 thì nó không có dày. Đó, cây này cây 8 ly nè các anh ha. Em không có mài không có gì á, để vậy về các anh về trau chuốt lại ha. Vì em bán với cái giá như vậy, em bán với cái giá vậy thì công để mà là trau chuốt nó thì nó nhiều công quá. Rồi các anh so các kênh thử coi. Coi xem các kênh người ta bán những cây đục nó như thế nào thì ủng hộ em nha. Nói như thế này đây, cây này cây 8 ly nè ha. 8 ly. Còn cây này là cây 8 ly, 13 ly. À, cây này 13 ly. Rồi cây này là 10, cây này là 15 ly. À, còn cái này nó cái cán của nó bị ấy rồi. Cái cán của nó bị bể rồi, em lặt luôn. Lặt luôn thì nó còn lại nguyên hình nó như thế này đây. Về các anh cho cái cán vô, đóng này vô cho nó. À, cái này nó được 23 ly. Đó, bản nó 23 ly. Về có cái để mà quậy phá ở nhà. Còn cái này nó không có cái khuy, các anh về cắt cái tiếp đóng vô. Vì nếu có khuy thì em bỏ khuy luôn cho các anh rồi. Không có khuy, cái này nó bị khuy hơi to. Đó các anh nha. 4 cây. 4 cây. 4 cây 200 các anh nha. 4 cây 200. Các anh coi nè. Cái nước cái cây này nó hơi bị mẻ một chút chỗ này nè. Anh nhìn thấy không? Sức chút này. Nhưng mà các anh biết không? Các anh dùng từ đây nè mà cho tới đây luôn nè. Khi nào nó cù thôi, các anh cứ nhìn theo nè. Nhìn theo cái lớp thép nè, cái lớp thép 4 ly mà người ta đắp như vậy nè. Đó. Công nghệ của Nhật là người ta ghép thép á, chứ không phải là cái miếng nhíp như ở Việt Nam mình ha. Nó có chữ hết cả nha, chữ nè. Có chữ hết cả nha. Nè, chữ nè. Chữ hết cho các anh nha. Cây này không biết là giờ nó cây này không có chữ. Có ba cây lớn này có chữ hết các anh nha. Về các anh trau chuốt lại ha, rảnh là trau chuốt lại. Mài theo ý mình nha. Dày lắm nha. 200. 204 cây. Rồi tới số 10, 13. Số 13 là em gửi tới các anh nha, một cặp lưỡi bào nè. Một cặp lưỡi bào nha. Một cặp lưỡi bào. Đó, cặp lưỡi bào này thì cái bản của nó là để về các anh đổ chế hay quậy phá gì đó. Về làm những cái lỗ mà để mà chuốt gỗ tròn đồ á. Kẹp nó vô khoan lỗ để chuốt gỗ tròn. 6 phần rưỡi nè. Một cái 6 phần rưỡi, một cái 5 phần rưỡi, hai cái. Các nhìn xem ha. Nhìn theo cái chữ này. Chữ đẹp không? Cái này hai dãy chữ đẹp lắm. Em lấy nguyên bản vậy, em không có làm gì hết. Giá em bán đây thì em không có chỉnh sửa gì hết. Để về tự các anh tự mài lấy ha. Tự mài làm. Tại vì thép của nó là nó cứ từ đây nè. Các anh cứ
cứ hình dung là 3-4 lớp thép, 3 ly thép nó cứ đắp đắp lên trên này. Các anh xài khi nào mà nó hết thì thôi ha. Đây là từ đây nè, đó các anh nhìn thấy không? Nó ghép nè, đó có dấu ghép nè. Ngang đây ha, tới đây là cùi rồi. Các anh xài lên thấu đây luôn. Khiếp không? Rồi, cặp này là 150 nha. Đấy, các anh coi chọn cái mã nào cho em nó đi. Em bao ship. Rồi số 14. Số 14. Số 14 cho em gửi tới các anh hai cái đầu búa ha. Một cái búa đầu trâu này ha, nhổ đinh. Một cái búa đầu trâu này, nhổ đinh nè, đẹp lắm mà. Một cái búa bi này, HO này. Bi này đẹp nè. Cặp này ha, bán combo này 150 nha các anh nha. 150. Hàng đã tuyển mà đẹp không nha. Rồi tới số 15. 15 em gửi tới các anh hai cái lưỡi cái này gọi là mũi phay ha. Mũi phay cho các anh thợ mộc. Thợ mộc mà chuyên làm cửa, tại vì cái mũi phay này là mũi phay cửa ha, mũi phay chán cho pano ha, cho những cái pano cửa. Hàng này là hàng chưa sử dụng các anh nha. Hàng này chưa sử dụng. Hàng đang còn mới luôn. Có nghĩa là họ chưa sử dụng nhưng mà rồi nó về nó vứt bãi rồi thì nó cũng bị dăm cái đầu á. Dăm cái đầu. Nó ghi chữ là SKH. Rồi có chữ M đây ha. Rồi 21 12 mm 12 mấy đây. 21 hả? Cốt nó là cốt 21 thôi các anh nha. 21 mm cốt nó nè. SKH nè. SKH2. Một cái là cái lưỡi đó là một lưỡi bằng này ha. Đó, một cái là lưỡi bằng nè, để nó vét vô nè. Còn cái lưỡi này nó đâm xuống nè, để nó vét cái mặt dưới nè. Đó, các anh nhìn thấy không? Đó, hai mũi vét dưới nè, hai mũi vét cạnh nè. Đó. Còn cái đường kính của nó nè, cái đường kính của nó là 12 nè các anh nè. Đó. Đây là một lưỡi ha, đây hai lưỡi. Cái này là chỉ vét cạnh không thôi nè. Vét cạnh nè. Hàng chưa sử dụng luôn các nha. Hàng mới nè, hàng new nè. Nhưng mà nó đã về bãi rồi nó vứt á, đổ thì cũng có dăm. Về các anh mài tút lại thôi. Làm thợ mà. Đó. Lớp hợp kim của nó còn nguyên si luôn nha. 300 nha, cặp này 300. 300 về nhà. Rồi tới số 16. 16 đó. Lấy cái đó là lấy cái này luôn nè. Cây búa là cây búa gò nè các anh. Cây búa gò này là 1,4 kg nha các anh nha. Cây búa gò này là 1,4 kg. Khoan để em cân lại cho nó chắc chắn. Lỡ mày xài đi tí anh chửi chết. No, nó chỉ có được 1,2 kg thôi, 5 thôi các anh. Ký 2 thôi các anh. Ký 2. Mà nó dài nè. Nó dài 16 phân rưỡi. Còn cái đường kính cái đầu của nó là 3 phân rưỡi. Đầu này nó ra hình vuông. Hình chữ nhật. 27. Cạnh 27 28. 27 29 gì đó. 27 29. Đó. Hình thù nó như thế này đây. Nó dài lắm. Dài để các anh gò. Búa gò gọi là búa gò mà. Búa gò cho những cái anh là hay làm việc. Con này 170 nha các anh nha. Cục này 170. Số 16. Các anh lấy hai mã thì em bao ship. Rồi tới số 17. 17 có một cặp mani nè các anh nha. Mani này 1,5 tấn rồi các anh nha. Mani này 1,5 tấn. Cái hiệu của nó là hiệu Taiyo. Hiệu Taiyo. 150 á. Hàng này hàng mới hết các anh. Hàng như là nó em coi thử có cái, tại vì em thấy cái thân này nè, cái thân này nó chưa có bị chịu lực gì hết. Chưa chảy xước gì hết. Còn cái con này ha, cái con quay nè. Cái con này mà nó chưa có bị cọ ma sát thì em biết là người ta chưa sử dụng đâu các anh. Chưa có dấu sử dụng. 150 nha. Số 17. Rồi em sẽ kéo xịt cái camera lại. Hôm nay em đăng có 30 mấy số thôi. Tại vì những cái bình dầu mà các anh hỏi nên là em phải có thời gian để nói về cái phần đó nên nó mất. Rồi tới số 16, 17 rồi 18. 18 em gửi thức anh nha. Một cái con combo này. Combo này là 50 phân ha. Combo này cho các anh thợ tiện ha. 47 phân rồi các nha. 47 phân. Nó hơi to, nó hơi nặng. Nó tầm khoảng cỡ 1,5 kg. Thương hiệu của nó là chữ S thôi nha. GS. GS các anh nha. GS.
nó khít lắm nha. Cốt trục của Nhật nó làm khít lắm, dài 47 phân. 350 nha các anh nha, về đến nhà. Rồi tới số 19. Số 19 em gửi tới anh nha. Đi sưu tầm những cái đồ đồ cổ của Nhật nè. Có một cái cuốc, nhưng mà cái cuốc này thì nó không có cán. Đó, nó như vậy nè. Nhìn nó rổ nhưng mà nó vẫn đẹp ha. Cho các anh đi rừng. Anh nào hay là anh nào làm việc đất ở nhà mà nó dạng đất đất cứng á, để mình tạo bờ hay gì đó, dùng tôi nói ha, nó dài 35 phân. Tổng chiều dài nó 35 phân. Cái phần lưỡi này của nó không là đã 28 phân rồi các anh. Đó, từ trên đốc cán xuống này. Còn cái lưỡi bản lưỡi của nó là chỉ có 5 phân thôi các anh. 5 phân. Em cũng không có trau chuốt gì hết, nó như thế này nha. Nhìn nó lì lắm. Cái chỗ này không biết là vì nó mục nó sét hay là cái dấu của nó đây không biết nữa. Ngầu lắm. Ngầu lắm nha. Chắc chắn lắm, để con nêm của nó nè. 1.8 nha, con này 1.8. Các anh lấy hai mã đi em. Con này nó nặng khoảng tí mấy 2 kg gì đó các anh. Rồi, tới số 19 rồi, tới số 20. 20 em gửi tới anh cái con Ligo này các anh. Một cây Ligo này 60 phân. 600 mi. Ống nước màu xanh. Nước đứng này. Nước đứng này. Đó. Nước nằm này. 350 về nhà nha các anh nha. 350.000. Anh nào yêu đồ cổ sắm một cái bỏ lên là có việc, nhắc lên là xong. Rồi tới số 21. 21 là một cái bay này. Một cái bay vuông các anh nha. Cái bay vuông để cho anh nào ở cái vùng đất cát á, đất cát hay bùn, đất cát hay đất bùn gì đó có thể mình xúc được á. Nó cái số của nó là nó là sambo dấu dít nè các anh, nó có dấu dít nè, sambo này. 150 các anh nha. Về các anh chỉ việc cho cái cán vô thôi, bằng thép các anh nha, thép rất mỏng, chắc chắn lắm. Thép các anh càng xúc thì nó càng bén ra. Còn là 150 các anh nha. Có dấu dít, cái dấu dít của nó to lắm, nó như cái ngón cái đầu ngón út kia nè. Rồi tới số 22 em gửi tới anh cái bào nè. Cái bào dài á. Bào này gọi là bào dài đi. Em đo là nó dài 26 phân. Bề ngang của nó là 7 phân. Cặp lưỡi của nó đẹp lắm. Anh nhìn con cặp lưỡi đó nè. Về chỉ được gõ ra. Rồi các anh mài mà lại là dùng thôi ha. Có cái làm việc nhà 150. Rồi tới số 23. 23 em gửi tới các anh cái súng silicone. Đó. Súng silicone này là cái hiệu của nó là hiệu Wakai. 12 tháng nếu hư trả lại cho em. Ha, cứ alo em gửi đi cái khác. Còn mà nếu mà trả lại cho em thì em gửi lại tiền. Đó. Bán vui như vậy đó. Các anh xem coi nè. Hàng này là siêu đỉnh ha. Nó là một tôn cuốn thôi nhưng mà nó là thương hiệu Wakai các anh nha. Thương hiệu Wakai nên là cái độ mà cái lò xo của nó. Nên là cái ống này là ống phổ thông các anh nha. Ống này là ống silicone ở thị trường mình đó. Đó. Còn cây này là cây thọc. Wakai. 12 tháng nếu hư trả lại cho em trả lại tiền. Rồi tới số 24. 24 là một cây kìm bấm ha, cái kìm bấm hàng. Đó, hiệu của nó là Angle Japan. Anh nào yêu công nghệ hay làm việc để mà phải bóp hàng á, phải kẹp 300 nha, hàng Japan 300. Số 24. Số 25, cây này nó không có chữ, chưa sử dụng, coi như là hàng Trung Quốc đi. Hàng Trung Quốc không có chữ mà qua Nhật thì nhưng là hàng Trung Quốc rồi. Đó, hàng trôi nổi mà nó qua thị trường Nhật, nó không dám đóng chữ gì hết nè. Mà đang còn mới luôn mà người ta cũng dùng luôn nè. 250. Dày dặn và cứng cáp và nặng lắm. Chất lượng cũng cao lắm anh. Tại vì cái hàng của Nhật mà nó đã qua thị trường Nhật rồi thì nó phải gấp 5 lần so với lại cái hàng của nó qua nó đưa ra thị trường hoặc là nó đưa qua Việt Nam mình. Cái độ bền của nó các anh nè. Em dùng đồ Nhật em biết. Rồi tới số 26.
26 em gửi tới anh cái bộ tê này ha. Đó, cái bộ tê này cũng đang hơi sáng sáng, đẹp đẹp đẹp. Tê 13 nè, 14 nè, 17, 19 nè ha, 4 tê. Tê 13, 14, 17, 19 nha, 4 cây. 4 cây nha anh nha. 4 cây 200. Tê 13, 14, 17. Nè, da banh nè. Có chữ da banh nè, da banh nè, da banh nè. Cái này là ABS nè, 17 ABS. Có hai cây nó không đóng chữ da banh. Nhưng mà những cái thương hiệu này là của Nhật hết coi nha. Thương hiệu là của Nhật. Còn những chữ cây mà nó có đóng chữ thêm chữ da banh nữa. 4 cây 200 nha. Rồi, tới số 27. 26 đã qua rồi, bây giờ tới số 27. Số 27 em gửi tới anh cái con rõ rẻ. Cái con ba lăng. Cái con ba lăng này gọi là cái con ba lăng cáp. Đó, tại vì nó có hai chức năng. Nó có chức năng tới và chức năng lui ha. Để các anh có như là tải những cái kéo những sợi cáp rồi tải những cái chậu lớn ha, cái chậu cây kiển của các anh đó. Đó. Nó có hai chức năng ha, nó không giống như con ba lăng. Ba lăng kia gọi là ba lăng xích, còn này, con này là ba lăng cáp. À, nó kéo cáp ha. Dây cáp của nó thì nó ngậm được là dây 12 ly thôi các anh nha. À, nó ngậm được dây 12 ly thôi. Hàng này hàng chất nha các anh nha. Con này về nhà là 700 các anh nha. Nó như thế này nè các anh nha. Đó. Cái đặc thù của thằng này thì nó làm nó như thế này ha. Cái dây néo của nó này, dây néo ở đầu nó thì nó làm móc như thế, có đuôi heo vậy. Đó, em cứ cầm như thế này ha. Đó, cầm thế này em tăng đây nha. Tăng đây nha. Đó, tăng lên nè. Đó, tăng lên nè, rồi các anh bật lên, bật ha. Bật qua rồi xả xuống nè. Đó. Xả xuống ha, xả xuống nè. Khi mà mình xả xuống á thì nó có cái vật nặng thì nó kéo xuống nhanh lắm. Đó. Nhưng mà nó giống như thế nào cái con ba lăng ha. Nó giống như cái con ba lăng, đó, nó kéo xuống. Để anh các anh tăng lên rồi xả xuống nhịp nhàng ha. Nó có con cóc của nó ở trong này đó. Rồi anh gạt qua lại rồi tăng lên nha. Đó. Tăng lên, con này 1 tấn nha các anh nha. Con này là 1 tấn, con này 1 tấn đó, 700 nha. Con này 1 tấn 700 đó, tải của nó là 1 tấn nha các anh nha. Tải của nó là 1 tấn. Rồi tới số 28, 27 đã qua rồi, giờ em tới 28. 28 thì em muốn gửi tới các anh cái dàn cái anh gì mà bây giờ lâu quá rồi em không có gặp hàng nữa. Em có gửi cho anh được một lần một cái bộ mũi khoan đá mà bây giờ anh ở Ninh Thuận nhưng mà rồi em không tìm ra được anh, tại vì nó quá lâu, hồi năm ngoái vậy, năm kia vậy. Bây giờ em gặp lại được 4 cây này hả các anh? 4 cây mũi khoan đá này, để cho vì lâu quá rồi không biết anh đã mua ở đâu chưa. Nếu mà anh chưa mua thì anh vào coi, nếu mà gặp được anh lấy ha. Cái chân của nó nè, em nói cái chân của nó trước đi. Cái chân của nó là như là chân họng này, cái họng này khoảng khoan 14 ly thôi anh. Đó, cho dùng cái máy khoan là 14 ly thôi, nó cũng có cái móc này để nó gài vô nè. Em họng kẹp của nó là em đo có 13 ly thôi anh. Họng này có 13 ly à. Đó. 13 ly á. 13 ly. Cái lục giác này của nó là 13 ly nè. Đó. Rồi nó cho vô trong đây rồi nó ngậm lên trên này, rồi nó móc lại. Đó. Cái cây này thì là nó dài ha. Cây này nó dài. Cây này nó dài 70 80 không biết nữa. Cây này dài 80 các nha. Cây này 80. Cây này dài 80 mà cái đầu khoan nó là đầu khoan 30 mm các nha. Đầu của nó là đầu 30 mm. Này, 30 nè các. Anh nhìn thấy không? 30 nè. Mũi khoan 30 nha. 30 mi. Đó, con này là nó chưa sử dụng nè các anh nha. Con này chưa sử dụng nè. Hàng mới nè, hàng 100% nè. Hàng new nè. Hàng này chưa sử dụng nè các anh nha. Hàng mới luôn. Đó, một cây nha. Cây này dài 80. Rồi tới cây thứ hai nè, là cây to nữa nè. Là cây to này là nó dài. Cây to này nó dài được 50 à. Một cây 80, một cây 50. Mà cây này thì là cái thông số của nó, cái thông số của nó tại sao em không tìm ra không biết nữa. Nó nằm chỗ nào mà em không tìm ra nè. Cái thông số của nó để mà em biết là cái đầu của nó là đầu 30 mi. Đầu này là đầu 30 38.
Đầu này lỗ 38 các anh nha. Đó, lỗ 38 nè. Lỗ 38, còn thằng này lỗ 30 nè. Dài 50 nè, dài 80 nè. Hàng này họ cũng có dấu dùng qua này nè các anh nè. Con kia 100% mà con này 90%. 90% nha các anh nha. Các anh coi nhìn coi nè. Nó có một cái vệt trắng ở trên đầu nó một chút thôi. Đó. Tại vì nhìn những con dao mình dùng thì nó có hơi cái vệt trắng. Thì con này nó cũng vậy ha. Nó có vệt trắng thôi, chưa mòn nha. Các anh nhìn cạnh này của nó nè. Con này 100%, con này 90%. Rồi kế tiếp. Cái con này, cái chân nó bằng nhau hết anh nha. Chân nó là chân 13 ly nè. Chân 13 ly hết anh nha. Chân 13 ly. Con này là con 22. À, mũi là mũi 22 nha các anh nha. Mũi 22. Mũi 22 nè các anh nha. Mũi 22. Em coi nè. Con này nè, cũng 90% nè các anh nha. Con này cũng 90% nè. Nó cũng có một cái độ gờ trắng nhẹ thôi. 90%. Có nghĩa là họ dùng rất là ít. Hàng đã dùng rồi nhưng mà Hùng dùng rất ít cho các anh nha. Đó, cạnh vuông là con này là 3 cây ha. 3 cây, cây này nó cũng 50. Cây này nó cũng 50 các anh nha. 50. Rồi, cây này nữa. Cây này cũng 50 luôn anh. 50 lẻ mấy á. Cây này nó cũng dùng rồi nè các anh nè. Anh nhìn xem nè. Đó, nhưng mà nó đang còn chất lắm nha. Nó đang còn cái độ sáng của nó đang cái mép của nó đang còn rất là cao nha. Đó. Con này 85% thôi các anh. Đầu nó nè, các anh nhìn rõ không? Rõ không các anh? Chứ chưa có lụt lắm rồi các anh nha. Chưa có lụt lắm đâu, nó chưa có bo tròn cái đầu này nè. Đó. Nếu mà họ dùng nhiều thì cái hai đầu này nó sẽ bị bo tròn. Ở đây này nó lù luôn. Còn như là hàng này là 80 nè, 85% 90%. Đó, hàng mới không anh nha. Hàng chất không à. Con này cũng là con 22 coi nha. Cũng đầu 22. Đó, con này là có chữ KK nè. KK nè. Con này nó cũng có chữ Nhật. Con này nó có đóng hai chữ K, còn con này nó đóng chữ Nhật. Đóng chữ Nhật trong đây nha, trong vòng tròn này. Rồi con này, con hàng này, con 80 này nè. Dài 80 nè. Mũi 33 nè, mũi 30 nè. Thì nó để em dán mất mẹ nó cái dấu của nó rồi. Thì em phải bóc ra để nói hết cái thông số của nó và cái chữ nghĩa của nó cho các anh xem. Quan trọng nhất là cái phần chữ nghĩa. Nói lên tất cả. Con này nó viết chữ kinh các anh nha. Cái là mũi khoan này là mũi khoan kinh nha các anh. KING đúng rồi. Mũi 30 nha các anh nha. Rồi 01311. Mũi này chưa sử dụng. Mũi này mũi mới. Rồi 3 cây là 4 cây. Cái bộ này á. Cái bộ này là 100% nè. Cây to này là chưa sử dụng nè. Cây này khoảng cỡ 90% nè. Cây này cũng 90% nè. Còn cây 85%. Đó, về các anh sẽ nhìn thấy thấy em nói đúng không? Tại vì cái mũi mà mũi mới thì nó cũng sáng gần như vậy luôn ha. Đó, bộ này á, 4 cây này là 700 nè. 4 cây này là 700. Nó nặng 5,5 kg á. Đó, 4 cây. Đó, 4 cây với các anh nha. 4 cây anh nào cái anh mà dặn em từ lâu lắm rồi ở Ninh Thuận, mỏ đá Ninh Thuận gì đó. Không biết là anh còn nhớ không để mà mua không biết. Nay em mới tìm nữa những cái hàng mà nó chất như vậy. Rồi kế tiếp ha, em gửi tới các anh số 29. 29 là một con dao cắt ha. Con dao cắt này là cái hiệu này là hiệu của Nhật ha. Hiệu của Nhật. Hiệu của Nhật hợp tác với Mỹ sao các anh. Quan trọng nhất là cái lưỡi đó nè. Lưỡi to mà còn nguyên si luôn anh. Chân chua. Anh nào cắt ống tiếp ha. Cái này nó chuyên cắt những cái tiếp nước các anh ha. Đó, chuyên cắt những cái tiếp nước. Con này 250.000 nha các anh nha. Nó to thì mà nó to nhưng mà con này nó ít anh em chuộng lắm. Đó, nó dài 25 phân nha các anh nha. Dài 25 phân. Phải không ta? 35 phân. 34 phân thôi. 34 phân, dài 34 phân.
mà nó ngậm được ống bự lắm cả nha. Những họng này họng lớn mà, họng lớn này cả nha. Hàng chất như thế này. Con này 250 về nhà nha các. À về 250 nha. Các anh lấy hai mã đi thì em bao ship, còn không cộng cho em 20.000 ship. Đó. Rồi kế tiếp là em gửi tới các anh bốn cái con kìm nước. Vừa rồi em có đăng kìm nước rồi, các anh cũng ủng hộ, cảm ơn các anh. Rồi tới số 30 nha, một con Mitsubishi nè, 300ml nè. Mitsubishi 300ml 200.000. Răng nó này. Đẹp lắm, các anh nhìn xem. Các em đi bãi, nếu mà không có coi chương trình của em, đi bãi chưa chắc là có những kinh nghiệm để mà lựa như em đâu nha. Mua của em thì nó đắt hơn tí, nếu anh các anh đi bãi mà có loạn khoảng, các anh lại mua chúng cái chỗ nó đắt hơn là mua của em. Đó. Nhưng mà rồi là không có kinh nghiệm để lấy hàng, còn của em thì là được bảo hành. Đó. Mua một lần không có sống lại, số 30 200.000. Rồi kế tiếp là con MCC 350mm nè. Răng này. Các anh nhìn thấy không? Răng này. Răng như răng trẻ con vậy. Đều cắm tóc. 350mm 250 nha. 350mm 250. Rồi tới con này là 450mm nè. Mitsubishi nè. Răng nè. Các anh nhìn thấy răng đã không? Răng nè. Các anh nhìn cái răng này nè. Cái răng này. Đó. Là nó bằng nhau, là nó 90% 95%. Con này 370 nha. 450mm nặng khoảng 3,5 kg. Rồi cuối cùng là con số 33 là một con lốt tờ. Con này em lấy được rồi, lấy món này. Con này nó gọi là con hàng hệ đây. Đó. Nhưng em không bán hạ được. Đó. Con em không bán hạ được, con này 430 nha. Nó 450mm thôi nhưng mà cái họng nó mở ra được cả 90 phân nha các anh nha. Họng nó mở lớn lắm, nó ngóc. Nó ngóc 45 phân này, 45 độ nè. Còn con này là 90 độ nè. Đó, con này có 7,5 phân thôi nha. Đó. Cái họng nó mở được 7,5 phân thôi. Maximum của nó được 7,5 phân thôi nha các anh nha. Em coi thử coi. 8 phân. Đó. Các anh sử dụng được 8 phân. 8 phân. Đó. Còn con này các anh sử dụng được tới con này các anh sử dụng được tới bao nhiêu? Được 9,5 phân luôn. Qua thế hệ mới nó làm thì cái độ họng nó rộng hơn này. Con này là 430 nha. Con này là 370. Đó lướt qua. Em lướt hết qua nha. Các anh xem qua coi những thứ gì anh cần. Những cái hàng này hàng chất nè. Một lần mua không có phải sắm lại nè. Dàn mũi nè. Ba lăng cáp nè. Rồi cuốc nồi nè. Vigo nè. Comba nè. Kìm nè. Tất tần tập. Hàng chất không khai. Điện thoại xin cảm ơn. Các anh vào, các anh ra xem á, bấm vào cái ngón tay của em á, để khi em đăng lên là các anh sẽ thấy được cái nội dung của em ngay, nó hiện trên máy của các anh. Rồi khoảng cơ tuần 10 ngày sau các anh quên đi hoặc là không còn tiền nữa là coi như nó cũng lặn mất và không có tìm được em đâu. Rồi Đình Thái xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Rồi những anh nào mà cứ tiện cái số tài khoản thì chuyển khoản cho em. Cho nó nhẹ đi được 15.000, những như 60-70.000 gì đó, 600-700.000 á. Thì họ thu hộ, họ lấy được cũng mất mười mấy 20.000. Rồi nhiều đơn gộp lại thì em cũng lo ra được cái tiền để em bù lại. Đó, em nói lại cái phần này ha. Đó, cái phần này nè. Nhất là mấy cái kia mà hai vòng này nè. Đó, có anh hồi đấy, có anh ở bên Bình Chánh hay gì đó. Cũng than phiền là vì nó xét. Nếu anh coi cái review này của em thì anh mua về anh xịt nha. Còn nếu mà anh làm không được á, thì cứ gửi tới cho em. Ngày mai alo tới cho em. Em nhận hết nha, tất cả. Tất cả những khách hàng mà đã mua của em mà cảm thấy bây giờ nó xấu xí mà nó bị tan xét á. Đó, các anh ở nhà khỏi mất phiền phức thì làm luôn đi. Chà sạch nó đi rồi xịt nó, xịt qua một lớp rồi để đó, rồi sang ngày mai xịt lại nước nữa. Là cái thùng đồ nghề của anh nó mới cứng. Nó đẹp ha. Còn nếu làm không được thì gửi tới cho em. Em làm giúp cho rồi em gửi lại cho anh. Chỉ trả tiền ship thôi. Rồi, Điện Thái xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người. Cầu chúc sức khỏe và bình an cho tất cả mọi người nhé.